Ôi bố ơi, bố, bố ơi, giờ này bố lại còn ngồi đây. Bố ơi. Cái gì? Anh, bố biết cái sự việc hôm qua của anh Dũng đánh nhau không? Làm sao? Anh Tiến đập chết anh Dũng rồi, đập gãy tay gãy chân ngoài kia rồi. Gì? Cái gì cãi nhau cái gì? Đây này bố này. Thầy làm trò gì đấy? Anh Tiến đập. Anh Tiến bị lão ấy. Bỏ gây ra. Mày lão đi. Nó vả mà chặt rồi. Nó đập rồi á? Vâng. Mày làm gì đây? Mày chẹt tao đi này. Mày chẹt mày. Mày nói tao nghe, tao nói mày nghe không? Làm sao? Mày nói mày này. Tốc tiến chào mọi người nhá. Hoàng giúp cho anh em nhá. Quang anh chào mọi người. Quý hồng lô chào mọi người. Ê, chào mừng anh em đến video tiếp theo của mấy anh em mình thì anh em ạ. Nói chung là mấy ngày hôm nay thì mọi người biết cái vụ việc của mấy anh em mình gọi là va chạm. Ôi Dũng ơi. Dũng nó đánh thằng kia ấy. Thả ra đi. Không thả. Thì thôi nói chung là anh em ạ, hôm nay thì thôi để thay đổi không khí một chút mọi người nhá. Thì là hôm nay mình mới gọi Dũng ra đây, mới cả gọi mấy anh em ra đây để thực hiện một cái video gọi là để chôn ông Bokolo nhà mình nhá mọi người nhá. Thì anh em ạ, nói chung là hôm nay anh em mình chun cái gì để anh em nhớ ở sau cái video nhá. Bây giờ mình sẽ giao nhiệm vụ cho thằng Huy, hiểu không? Vừa cái bàn đấy. Vâng. Mày chỉ cần mày vào trong đấy mày gọi bố mày thôi, hiểu không? Mày gọi hớt hoảng nhá. Là anh đánh thằng Dũng gục ngoài này rồi, hiểu không? Chết. Gọi tay gãy chân. Bố mày gọi là con nó gọi anh việc gì có bảo là cái vẫn phải phải thằng kia, hiểu không? Đấy, mày bây giờ mày ấy đi. Mày bảo mày gọi bố mày đi. Vâng. Nhanh đi. Ôi bố ơi. Bố. Bố ơi. Giờ này bố lại còn ngồi đây. Bố ơi. Cái gì? Anh bố biết cái sự việc hôm qua của anh Dũng đánh nhau không? Làm sao? Anh Tiến đập chết anh Dũng rồi. Đập gãy tay gãy chân ngoài kia rồi. Cái gì? Thế thì cãi nhau cái gì? Bố ra chạy ra xem nào. Đánh nhau đây này. Đập cơ mà. Đây này bố này. Mày làm cái trò gì đấy? Anh Tiến đập. Anh Tiến bị lão ấy. Bỏ gây ra. Mày lão đi. Tao vả mày chặn rồi. Nó đập rồi á? Vâng. Này, chúng mày làm gì đấy? Mày chẹt tao đi này. Mày chẹt mày. Mày nói tao nghe, tao nói mày nghe không? Làm sao? Mày nói mày này. Bỏ dao mày ra. Mày tính láo không? Bỏ dao ra, cái thằng Tiến này. Mày nghe tao. 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 Anh Tiến bình tĩnh đi, anh Tiến. Chúng mày nói không, anh em mất đoàn kết thế này. Tao với mày này, bố mày đi tay xuống chứ. Đây, bố này, ai vô đi. Cái đi, bố mày tao láo vào. Chúng mày cầm mồm nào. Chúng mày có cầm không, cầm không. Quang cầm gậy lên, mày bỏ gậy ra, thằng Quang bỏ ra xem. Bố giết mày luôn. Mồm, nói đầu đuôi thế nào, sao mày đánh nó. Mày mẹ em ra bảo là mẹ gì mày đánh như kia thế này luôn. Chết nó thế là quay ra nó sừng cồ, nó bùi rãi, nó chửi em. Em đánh anh không? Hả? Em đánh nó, em đánh anh. Tao bảo mày, tao chỉ khuyên mày thế thôi. Mày em đâu cần anh khuyên được chưa? Tao đã nói với chúng mày rồi, đã bảo không đánh nhau nữa để còn không nghe. Bây giờ xảy ra chuyện, từ tuyệt đối từ bây giờ nhá, thằng nào mà đánh nhau, thằng nào động nhắc đến cái chuyện này mà đánh nhau nhá, tao đuổi cả hai thằng mày luôn. Chẳng qua nó vừa cầm gậy nó vụt đầu con thôi nhá. Mày im mồm không? Ôi mày nói chung mày ở đây bố mày đéo dạy được mày. Nói thẳng đầu thế. Bố mày ngu. Mày. 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 Cả mày nữa, tao cũng đéo dạy được mày. Cả mày nữa. Anh dạy nó mà để nó chửi tao. Anh các em như này. Thế. Tao dạy mà tao cũng đéo dạy được mày. Mày đừng bố láo. Nó thế nào nó sai thì tao dạy, không hề khiến mày dạy. Tao sai bố tao, tao không sai chúng mày. Còn mày im đi. Bọn em đánh mày nhau chưa? Mày vừa phải rồi, mày im mồm mèo. Im mồm mèo. Mày chửi ai? Mày im mồm không? Mày bước ai? Mày bước ai? Ôi chúng anh đâu rồi? Mày bước ai? Chúng anh chúng mày người dù sao đây là anh mày nhá, mày câm mồm vào. Đi vào trong nhà. Con chả gì đâu. Đi vào trong nhà. Anh xin mày. Tí nữa tao nói chuyện mày. Đi vào trong nhà. Gì vậy? Đánh sợ gì? Bố mày đưa Dũng Hoàng kia làm gì nhỉ? Bố mày nào? À quên. Bố mày. Lúc em bảo nhá, bố em mặt trơn trơn nên chạy ra. Thế thằng lắm. Đi cầm gậy ha. Anh trở vào, anh vào, anh phan tiếp. Mày nói phan tiếp. Phan tiếp. Phan cả bố. Ôi Tiến ơi, Tiến. Ôi Tiến bình tĩnh rồi, Tiến. Bố sẽ
cũng bị mồm đi. Mày xung xin lỗi tao chưa? Tao á, tao chỉ xin lỗi bố tao thôi, hiểu chưa? Mày làm gì phải xin lỗi bố mày, mày xin lỗi tao. Thôi, sao? Đi mồm đi. Đi ra ngoài kia thì tao nói chuyện với mày. Anh phải bắt xin lỗi em. Làm sao tao phải xin lỗi mày? Hả? Chả đấy. Nào? Ngang như cu ấy. Mày ngồi đây. Thằng Dũng nhá, mày dù sao mạnh là em nói, thằng Tiến ngồi đây nói chuyện đàng hoàng. Nhà đánh nhau chỉ hiểu gì. Đừng thái độ kiểu đấy. Mày cho ăn gặp tao thách mày đấy. Tao thách mày đấy. Thôi đấy. Tao phải chết cha mày giờ. Ngồi nói chuyện đàng hoàng được không? Để hay để tao đuổi hai thằng mày ra. Hay mày biến đi, chúng mày biến về hết đi. Xin lỗi tao đi. Đúng. Làm sao rồi xin lỗi mày? Nhau xin lỗi cho xong đi. Anh ra anh, em ra em. Nhưng mà nó có tôn trọng con không? Hả? Con đang Tiến này, mày dở người à? Hôm nay mày ăn cái gì mà mày nóng mày điên à? Mày vớ va vớ vẩn thế nhở? Thì vừa đây đấy. Dũng này xin lỗi anh đi. Con không xin lỗi, con chỉ xin lỗi bố thôi. Thế mày xin lỗi bố mày đi. Con xin lỗi bố được chưa? Tao không phải tao xin lỗi mày. Em xin lỗi mày. Mày là anh mà mày xử sự mày đấm nó, mày đập nó thế à? Đây nó xin lỗi nó... anh. Em xin lỗi anh rồi. Tao còn chưa giờ đánh chúng nó, chúng mày cũng va vẩn à? Em xin lỗi cái gì? Có gì mà phải xin lỗi tao? Tao quan trọng chỉ mong chúng mày đoàn kết với nhau thôi. Em xin lỗi anh vì em mới nó trốn anh. Em xin lỗi anh vì em mới nó trốn anh. Vãi cả lộn. Anh em đi uống nước tiểu. Hai ông chơi đây. Bố mày đang bận